1, 2, 3, bắt đầu. A cờ. A cờ ác. Bờ ác bác sắc bác. Bác gì? Bác sĩ. Rồi. Ác chết lại là sao gà này. À, cái bông gạc này để nếu mà mình chảy máu thì mình thấm. Anh có chảy máu anh bờ thấm. Ừ đúng rồi, ca đánh vần tiếp đi. Anh có không? Ừ, như ca đánh vần đi nào. Dạ ác lắm nè. Dạ. Sợ ác lắm nè. Sạc gì? Con đánh vần chữ này cho mẹ nào. Ba ơi bổ chân ra. Nào xin mời ca. Ca đánh vần tiếp nào, ca ơi. Lờ. Lờ ác lác. Sắc. Sắc gì nhỉ? Lờ ác lác sắc gì? Sắc. Đờ. Ác lác sắc ta. Đúng rồi, tiếp tục nha. Sắc gì nhỉ? E-o-eo. Đúng rồi. Anh siêu béo mà anh hơi béo một tí nha. Tiếp tục. Sờ eo xeo. Huyệt dấu gì nhỉ? Sờ eo rồi. Ồ không đúng tư thế. Cởi chân là đây. À ừ, các chị cởi chân để con nhìn rõ là lưng các chị bị vẹo đấy. Nếu mà mình không ngồi thẳng lưng là người mình sẽ bị vẹo như vậy đấy. Nào tiếp tục. Đờ gì? Eo. Eo đeo ngại đẻo. Đúng rồi. Đừng đeo. Tiếp tục. Ai. Đúng rồi, ca giỏi lắm. Nào đây đúng rồi. Ừ, được rồi, nào tiếp tục nào. Bờ e bê sắc bé gờ ai ra sắc bé gờ. Bờ ơi, bài thơ. À, ca đọc bài thơ gì nhỉ?